Xin chào quý vị và các bạn, hiện tại thì Hồng Ngọc đang có mặt tại Nho Khoa Ninh Bình. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến thăm một căn biệt thự tân cổ điển mái Nhật 2 tầng của gia đình ông Lương Mạnh Tường. Và như quý vị và các bạn có thể nhìn thấy thì không khí Tết đã ngập tràn khắp muôn nơi rồi. Vậy thì trong không khí Tết đến xuân về như thế này, một gia đình đón chào một căn nhà mới thì họ sẽ có những cảm xúc ra sao? Và ngôi nhà này thì có điều gì đặc biệt? Hãy cùng với Hồng Ngọc khám phá ngay bây giờ nhé! Nhìn vào không gian này, chắc hẳn quý vị và các bạn cũng đã đoán được ra phong cách chính của ngôi nhà này là thế nào. Căn biệt thự này được thiết kế theo cách tân cổ điển. Ngoài ra thì ở đây chính là không gian phòng khách với diện tích lên tới 65m². Vâng, quý vị không nghe nhầm đâu ạ, 65m² chính là diện tích của phòng khách của ngôi biệt thự này. Sở dĩ vì sao mà phòng khách có diện tích lớn như vậy, bởi vì theo như chủ nhà chia sẻ thì phòng khách chính là nơi để cả gia đình có thể quây quần, họ xung vầy với nhau, và cùng với đó là bạn bè cũng như là người thân đến thăm cũng sẽ có không gian để sinh hoạt, để trò chuyện với nhau. Và điều mà Hồng Ngọc ấn tượng nhất ở phòng khách này đó chính là hệ thống trần thạch cao, thực sự là rất đẹp, rất sang trọng, với hai tông màu chủ đạo đó là tông màu trắng và vàng ánh kim, nó tạo lên vẻ hào nhoáng, sự sang trọng, sự cổ điển. Và ngoài ra như quý vị có thể nhìn thấy ở hai phía dọc bên trần của chúng ta sẽ có hệ thống điều hòa âm trần do chính chi nhánh của công trình Viễn Thông Ninh Bình thiết kế và thi công chọn gói cho chủ nhà. Còn phía đằng sau ở đây đó chính là những cái đồ vật trang trí mà chủ nhà vô cùng yêu thích, vừa mang ý nghĩa tâm linh phong thủy lại vừa là những cái thú vui văn nhã để chủ nhà có thể là tận hưởng trong những lúc thư giãn rảnh rỗi. Tại không gian của tầng 1 chúng ta sẽ có một phòng ngủ để dành cho cô chú chủ nhà, bởi vì cô chú cũng đã lớn tuổi rồi. Thì phòng ngủ này thì cũng có diện tích khá là lớn quý vị ạ, với hai chiếc giường đôi. Và ngoài ra thì tất cả các phòng ngủ trong căn nhà này thì đều sẽ có hệ thống cửa sổ để có thể đón ánh nắng cực kỳ tốt. Ngoài ra thì vào mùa hè khi chúng ta mở ra thì cũng sẽ giúp cho không khí bên trong ngôi nhà được lưu thông tốt hơn. Và một điểm nữa là hệ thống cửa sổ của ngôi nhà thì toàn bộ phần kính sẽ được làm bằng kính màu để có thể đảm bảo việc là khi mà ánh sáng chiếu vào nó sẽ không quá gắt gao ảnh hưởng đến giấc ngủ của cả gia đình. Ở phía bên phòng bếp của chúng ta thì nó sẽ là một không gian truyền thống một chút, với hệ thống tủ bằng gỗ với tông màu sáng một chút thì để cho không gian này trở nên sáng sủa và bắt mắt hơn. Ngoài ra thì với không gian bếp như thế này thì cũng rất là dễ dàng và tiện dụng khi mà nhà có khách hay là có công việc, mọi người có thể cùng nhau quây quần nấu nướng. Ngôi nhà này chính là thành quả cho những nỗ lực của cả gia đình và sự đồng thuận của cả gia đình chú Lương Mạnh Tường. Chính vì vậy mà tất cả các chi tiết dù là nhỏ nhất trong ngôi nhà cũng đều được các thành viên vô cùng chăm chút tỉ mỉ. Như là khu vực cầu thang đây thì ngoài việc là sử dụng chất liệu chủ đạo đó là bằng gỗ, một chất liệu khá là truyền thống và giúp cho ngôi nhà cảm giác ấm áp hơn và cũng giúp cho việc di chuyển cảm giác là thuận tiện hơn, thì các bậc cầu thang cũng sẽ được kết hợp thêm một phần đá ốp để cho không gian này có thêm một điểm nhấn. Ở phía trước khu vực sảnh tầng 2 sẽ có một hệ thống cửa kính khá là lớn để đón ánh nắng, giúp cho cả toàn bộ ngôi nhà trở nên sáng bừng hơn. Và bây giờ trên tầng 2 này thì sẽ gồm có 3 phòng ngủ master, chúng ta hãy cùng tham quan phòng ngủ đầu tiên nhé. Phòng ngủ đầu tiên thì vẫn mang theo phong cách đặc trưng của ngôi nhà với hệ thống cửa bằng gỗ, và ngoài ra toàn bộ phần trần cũng sẽ được ốp gỗ nhựa để tạo cảm giác ấm áp hơn và có một chút gì đó truyền thống. Bên cạnh đó thì như quý vị có thể thấy thì không gian phòng này chắc chắn rồi, quý vị đã đoán được ngay, đây là một phòng ngủ dành cho bé gái với tông hồng cực kỳ ngọt ngào. Và tất cả các căn phòng này thì như Hồng Ngọc đã vừa chia sẻ thì đều là phòng ngủ master, chúng ta sẽ có một công trình phụ ở ngay phía bên phải cửa vào. Như vậy thì sẽ rất là thuận tiện cho các bé trong quá trình sinh hoạt. Đây chính là không gian phòng ngủ thứ hai mà Hồng muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn. Không gian phòng ngủ này thì cũng là một phòng ngủ master có công trình phụ bên trong. Tuy nhiên thì phòng ngủ này có điểm đặc biệt hơn, đó chính là phòng ngủ này sẽ có một ban công nho nhỏ. Và ở đằng trước ban công này thì cũng có cây xanh để chúng ta có thể tận hưởng không khí trong lành vào mỗi buổi nắng sớm.
chúng ta sẽ cùng đến tham quan với không gian phòng ngủ thứ 3 ở trên tầng 2. Đây cũng chính là không gian phòng ngủ có diện tích lớn nhất trong các phòng ngủ. Với không gian rộng như thế này, chúng ta cũng sẽ có một phòng ngủ master với công trình phụ ở ngay phía bên tay trái của Ngọc đây. Và khoảng không phía đằng trước giường này thì có thể tận dụng để trở thành khu vui chơi cho các bé này, hoặc có các chị em chúng ta cũng có thể tập thể dục ngay trong chính căn phòng của mình. Và ở trong căn phòng này thì cũng sẽ sử dụng hệ thống trần ốp gỗ để có thể tạo cảm giác ấm cúng, và nó sẽ cùng phong cách chung với tổng thể cả ngôi nhà. Ở phía bên này chúng ta cũng sẽ có một ban công nho nhỏ nối liền ra ngoài mặt trước của ngôi nhà. Hãy thử tưởng tượng mà xem, mỗi sáng khi mà các bạn thức dậy, các bạn cầm một tách trà đứng đây tận hưởng không khí trong lành, ngắm nhìn ra phía sân đằng trước với rất nhiều cây xanh, thì đó chắc chắn sẽ là một ngày cực kỳ tuyệt vời. Bên cạnh phòng ngủ thứ 3, cũng trên không gian tầng 2, chúng ta sẽ có một phòng sinh hoạt chung. Hiện tại thì cô chú chủ nhà thì đang để tặng một bàn ghế mà cô chú được tặng từ hồi cưới nhau. Và bộ bàn ghế này mang rất nhiều ý nghĩa. Tuy nhiên là nó sẽ đang chưa phù hợp lắm với tổng thể không gian này. Tuy nhiên thì kỷ niệm là những thứ mà chúng ta nên giữ, đúng không nào? Và ở không gian này chúng ta cũng sẽ có một hệ thống cửa sổ có diện tích tương đối lớn. Cửa sổ này thì cũng như Ngọc đã chia sẻ, vào mùa hè sẽ đón gió cực kỳ tốt, và nó cũng sẽ đón ánh nắng tự nhiên để cho ngôi nhà cảm giác và bừng sức sống hơn. Tuy nhiên điều ăn tiền nhất của không gian này đó chính là khu vực ban công, quý vị ạ. Ban công này có diện tích cực kỳ lớn, quý vị nhé. Và đây như quý vị có thể nhìn thấy thì hiện tại thì phần ban công này sẽ hướng ra mặt tiền của ngôi nhà. Và chỉ khoảng vài tháng nữa thôi thì phía mặt trước của ngôi nhà này, khu vực sân trước của chúng ta sẽ ngập tràn cây xanh, ngập tràn những loài hoa với muôn vàn màu sắc xinh tươi. Vậy thì hoàn toàn với không gian này chúng ta có thể đặt thêm một bàn ghế này để cả gia đình có thể cùng nhau quây quần, trò chuyện, và cũng có thể trở thành một nơi để gắn kết các thành viên trong gia đình. 2023 đã đến rồi. Nếu như gia đình bạn có đang băn khoăn muốn tìm kiếm một đơn vị thiết kế và thi công chọn gói uy tín thì đừng quên gọi ngay cho Công trình Viettel theo số hotline 1900 989868. Chúng tôi luôn ở đây để sẵn sàng hỗ trợ và tư vấn cho các bạn hoàn toàn miễn phí. Công trình Viettel, xây nhà có tâm, chọn người có tầm. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.